Quỳnh Trung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại khu công nghiệp Thạnh Lộc. Ngày hôm nay thì Quỳnh Trung quay trở lại với cái ngôi nhà mà lụp sụp. Một cái trường hợp mà mấy tháng trước Quỳnh Trung có chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình về cái trường hợp một gia đình mà siêu đẻ rất là đông con quý cô chú anh chị. Thì mấy hôm nay trời mưa bão thì Quỳnh Trung cũng có nhận được cái thông tin là chị vừa mới sanh đứa sau và hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì hôm nay Quỳnh Trung vào để mà tìm hiểu coi thử như thế nào rồi. Thì phía sau quý cô chú anh chị thấy đó là cái ngôi nhà đó quý cô chú anh chị. Để Quỳnh Trung quay trở lại, quay cái màn hình lại cho quý cô chú anh chị mình được xem. Khi nãy thì đi cái đường kia mà không có đường vô luôn á quý cô chú anh chị. Tại vì đất sình đồ này kia không à. Cái đường vô nhà đây nè. Cũng mấy tháng rồi thì Quỳnh Trung chưa có quay lại đó. Thì hôm nay nhận được cái thông tin đó là người mẹ mà hôm bữa Trung có gửi video quý của chú anh chị mình đó. Thì người mẹ đó cũng vừa mới sanh được đâu 3-4 tháng gì đó. Thì hiện tại chị cũng đi nằm viện rồi. Nó giờ chỉ còn mấy đứa nhỏ ở nhà với một bà cụ thôi. Nãy tụi con mấy đâu về? Trời ơi. Nó đẩy con té. Đẩy con té hả? Tụi con mấy đâu về? Dạ, em chào gia đình ha. Dạ. Trời ơi, anh nào anh nấy rồi nè. Tụi con vô nhà đi. Mấy đứa nhỏ mấy đâu về chị? Bán trứng cút. Bán trứng cút hả? Là sao, đi đi đếm trứng cút về bán hay là sao chị? Đem trứng cút về luộc bán. Dạ. Rồi hiện tại là có mấy đứa ở nhà đây? Đấy, 1, 2, 3, dạ. 4, 5, 5 đứa. Dạ, đứa bé này là con của cái chị hôm bữa là đứa bé sao đó ha. Dạ. Mẹ nó đi nằm bệnh viện, bây giờ nó nổi đầy vậy nè, con nít rồi mẹ lên lớp, mẹ bình nằm bệnh viện nữa. Dạ. Không có tiền bạc. Kính thưa quý cô chú anh chị, chị đây là hàng xóm ha, hàng xóm. Đó thì... Người nhỏ này chồng thôi nữa. Nuôi thêm hai cháu ngoại nữa, rồi nhà cửa con. Là bé này là con của chị kia luôn, bệnh viện luôn á. Chị hôm bữa thì mấy đứa con em? 7 đứa. 7 đứa là đứa, tính đứa sau chưa hay là tính chưa luôn á? Tính đứa sau luôn là 7 đứa con ha. 7 đứa con gái không? Dạ, 7 đứa con gái không? Ừ. Ôi, rồi sao có mấy đứa trai đó nè? Cháu. Cháu không ha. Đó. Còn đứa, mấy đứa con gái là tính 7 đứa. 7 đứa. Dạ. Tôi nuôi bà già nữa, bà già cũng bệnh luôn. Dạ. Cái căn nhà thì vẫn như cũ ha, cũng chưa có sửa sang đồ này kia. Nói chung nha là mình có tiền đâu mình sửa, lo cho con ăn không đủ nữa bây giờ. Dạ. Tới sanh xong rồi tới nằm, đi nằm bệnh viện nữa, bị suy tim á. Dạ. Cái chị rồi. Cái chị sanh đó là bị suy tim. Ừ. Dạ. Rồi con này thì mới được có 3 tháng mà bỏ, không được bú được gì luôn. Dạ. Đi nằm bệnh viện. Rồi mấy thằng cu là cũng trong hộ gia đình này ha. Con Túi. Con chị, thằng cu này là con chị. Rồi này. 8 thằng, 7 thằng trai đó. 7 thằng trai đó ha. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ thì con của chị kia. Dạ. Rồi chỉ nằm bệnh viện như vậy được mấy ngày rồi? Được 3 ngày rồi. Dạ. Rồi bỏ nhỏ này rồi thấy tội nghiệp kìa. Dạ. Tôi lại 9 giờ tối mới đi về ngủ, mời tránh lại cái quay phim của nó. Dạ. Cho cô nằm đi, cô muốn nằm không? Cho cô nằm cô đi. Ngồi. Dạ, cô ngồi hả? Rồi 9 giờ mới về ngủ, 10 giờ mới về ngủ lại tiếp, sợ nó khóc. Dạ. Rồi mẹ không có biết sao giờ. Dạ. Rồi mình làm cô mình tiếp đi. Rồi mấy hôm nay mưa gió thì nó có dột không nhà mình nè? Không có chỗ ngủ thôi. Là không có chỗ ngủ thôi chứ không dột ha. Tại vì nó đâu còn gì nữa đâu mà dột. Đâu còn gì. Để nữa em đâu. Đi một vòng lại cái ngôi nhà ha. Rồi sáng giờ gia đình mình ăn cơm gì chưa? Trời, ăn có hồi sáng cho nó mượn tiền mua cục thịt heo về kho nấu cơm về cho mẹ nó, bây giờ còn mấy cục thịt heo. Dạ, em xin phép đi một vòng review cái căn nhà của mình ha. Trời ơi, phía sau đây nè. Hôm nay thì Quỳnh Trung cũng quay lại cận cảnh cho quý cô chú anh chị mình xem. Dạ. Dạ. Ở mấy hộ chị? Ở 2 hộ đúng không? Dạ. Dạ. Rồi trong này điện đài sao chị? Điện đài có điện xài không? Điện kia
Dạ, chia hơi ta xài ha. Dạ. Rồi cô ơi, sức khỏe của cô hiện tại thì như thế nào rồi? Dạ. Cháu nhiều quá rồi không có khả năng nuôi rồi, ví dụ như có ai người ta xin rồi mình cho không? Dạ. Dạ dạ. 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 Rồi bé này bao nhiêu tuổi mà có chồng rồi, em thấy sao còn nhỏ quá vậy? Có chồng 17. 17 tuổi ha. Rồi giờ chồng bỏ luôn. Rồi bỏ luôn. Rồi hiện tại cũng đang mang bầu luôn. Mang bầu còn 8 bữa đã sanh mà chưa có 1.000 dính túi nữa. Trời ơi. Rồi có cưới hỏi gì không chị? Có cưới hỏi đàng hoàng nó ngay đi. Dạ. Thôi cái này mà một ngọn gió mạnh thôi là đi luôn á. Dạ. Vậy là đông người quá thì người gốc phải chịu lên thôi chứ. Rồi con nhà chỉ có ơn chồng nó mừng thôi. Dạ. Chồng đi làm mà. Ảnh thì đi làm ở đâu? Chồng của chị đó đó, chị tên gì? Cái chị mà đi nằm viện đó là tên gì? Chị Lợi ha. Chị Lợi. Dạ. Chồng thì Gen. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ này nè, chị có bảo hiểm rồi hết không? Không, không có ai có bảo hiểm. Tôi thì là hai. Dạ. Tôi muốn cái số 2 là con vợ thôi. Dạ. Không có bảo hiểm bao gì hết. Ăn học còn chưa được. Dạ. Lớn cái mẹ bỏ nằm bên viện. Dạ. Cô bệnh nó gà lên nổi rồi đây. Dạ. Vậy là bé này với bé bên chị này là một lượt đúng không? Dạ. Chị ngày hôm trước thì em vào đó là chị mang bầu đó. Dạ. Rồi giờ chị cũng ở trong nhà này luôn. Dạ. Chị giờ có chạm cái tà chòi bên đó kìa. Dạ. Chị là ở sao đó? Bên chòi sao đó? Dạ. Rồi chồng chị thì đi làm cái gì chị? Dạ, chồng đi biển. Chồng đi giống rồi. Dạ. Rồi giống như giờ thì chị ở đây đồ tới lui đồ. Dạ. Sao không đi khám ra? Có tiền ra nào cho nhỏ đi khám đâu coi nè. Đi bệnh viện mà tôi nói phải mà ước gì tao được trúng số được tắm hay là ăn ủi gì 50 triệu tôi. Dạ. Cho mày vô khám đi mà không. Cháu bị sao chị? Sao? Dạ. À. Đầy mình đầy giống như là bị hành rồi chị ha. Phải bị hành ngứa. Con nhỏ này cũng vậy nó hồi lúc trước cậu thấy mà tội nghiệp luôn á, rớt nước mắt luôn nè. Tại luôn. Lúc mới đẻ cậu về cậu lại quay phim là cậu rớt nước mắt với cậu khỏa nó gì. Dạ. Một nhà luôn á, bị một nhà. Trời cô này luôn nè. Ừ, bị hết luôn nè. Dạ, bị luôn. Trời ơi đứa mấy đứa nít luôn. Bị nổi hết luôn. Kiểu này là giống như là cái ở đây một cái môi trường nó ẩm thấp á rồi. Dạ. Rồi lớp cái nha, mình có cái ẩm thấp quá rồi mình lớp lưng xài nước cho chạy hết rồi. Dạ. Xài nước nó bị. Rồi ở đây mình xài nước, ở đây mình xài nước mưa hay là sao? Xài cây nước. Cây nước, nước cây nước ha. Nước cây nước. Dạ. Mà mình nó hơi lên á. Mồ hôi. Ôi lên nó mà nó dơ. Ngứa lắm thì mà tôi ở nhà vậy nó mà còn bị nữa đừng có nó mấy đứa này. Dạ. Kìa em bé lên đầy. Ờ em bé đó cũng nổi luôn ha, con chị là cũng bị nổi luôn chị ha. Nổi hết. Dạ, em xin được phép hỏi lại thì chị được mấy người con? Dạ. Ba đứa chị ha, là nhỏ nhỏ gì không? Dạ, ông hai đứa với đứa kia 6 tuổi. Ờ, 6 tuổi dạ. Con bầu này mới nhiều nhưng chưa hết. Ờ, rồi đứa cháu bầu này thì khi nào thì tới cái ngày mà sanh? Ờ, 8 ngày nữa đó hả? 8 ngày nữa sao? 8 ngày nữa sanh rồi bây giờ con được bao nhiêu tiền để mà đi sanh rồi? Dạ, bây giờ không có 1.000 nào. Giờ chỉ kiếm tiền lo cho mẹ em ở bệnh viện á. Mà giờ kiếm cũng có ai có. Mẹ em ở bệnh viện cũng không có tiền luôn. Dạ. Rồi em tới sanh nở tới nơi rồi cũng không có các tiền luôn.
Rồi không có tiền sao mà mình đi sanh được đây? Không biết nữa. Có liên hệ được với chồng của em không? Dạ không. Tao bỏ rồi. À, là không không tao có liên hệ được rồi, hả? Tao có vợ rồi. Rồi có mua bảo hiểm gì chưa? Dạ không, em không có nha, chưa làm được giấy tờ, em cũng có bảo hiểm cũng. Không có bảo hiểm thì vô sanh người ta sẽ tính cái mức phí thì là đó, tính thẳng 100% đó. Trời ơi. Bây giờ phải kiếm cái đường nào đó lo một cái bảo hiểm đó là tới sanh nở rồi này kia. Lo cũng đâu kìa. Lâu không kịp đâu, còn 8 ngày nữa. Ờ, 8 ngày nữa không 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 kịp luôn. Ở bệnh viện còn có nội dạ. Thì con mua mới, ví dụ mới cho cỡ 1 tháng. Trời ơi, nói thấy nghiệp lắm, mẹ ơi, con sanh rồi đi, con đi đường tháng con đi làm, con gán làm, nặng con mua cái căn nhà nhỏ nhỏ cho mẹ ở, vừa dột quá lấy vợ với bà ngoại nữa. Dạ. Thì nếu ở đây mà không có tiền đi đi viện đó thì cũng đâu có vay mượn được à, ở đây ra vòng vòng sớm. Ai cho mình vay? Nè, dạ. Hôm hôm qua chạy đi mượn bà Hoàng 2 triệu được nằm bệnh viện đó. Dạ. Cho đi đóng viện là hết 2 triệu luôn. Rồi dạ. Sáng không không có tiền ăn thì phải nấu cơm về nhà đem đi cho nó. Dạ. Rồi ba của em nó đi bên đi làm bên kia thì có dư để gửi tiền về không? Coi đi mới đi được 4 bữa. Làm mới đi 4 ngày hả? Ừ. Trời ơi, 8 ngày nữa sanh mà giờ gia đình không có còn đồng nào luôn á. Nói chung là không còn cắt nào luôn á. Bây giờ chị ý là lo cho mẹ sao? Dạ. Mẹ khỏe, mẹ về, mẹ chăm nhỏ này, nó đi sanh. Dạ. Chỉ trong kia thì người ta nói là điều trị sao chị? Si tim. Dạ, si tim ha. Nằm ở bệnh viện nào? Bệnh viện khoa đa khoa tỉnh mình nè. Bệnh viện đa khoa của mình đó ha. Rồi sáng hai dì cháu chạy xe đi. Chạy xe về. Dạ. Nhỏ này khóc. Chạy đi, chạy lên, chạy xuống vậy đó. Dạ. Rồi 8, 9, 10 giờ mới đi về ngủ. Sợ nó khóc. Nhỏ này ru, sợ ru không được. Dạ. Mình cũng lại kệ đi, mình không có tiền tiếp, mình tiếp sức tiếp. Dạ. Vậy đi, biết sao giờ. Ở đây mà dắt chiều chắc mũi dữ lắm chị ha. Khỏi nói mũi đâu. Dạ, thấy trời ơi, để quay một cái khu vực bên ngoài đây nè. Thì hôm bữa thì Trung đi vào thì ban ngày nó cũng khô gáo. Hôm nay thì đi mấy bữa trời mưa nè. Mưa chắc là nó tràn vô đấy hết trơn hả tụi con? Nước nó ngập kìa nè. Lên láng hết trơn. Cái nhà thì bữa nay nó siêu dữ rồi. Nó siêu hôm cái hôm trước mà Quỳnh Trung vào. Dạ. Dạ. Ở đây thì mình xài một tháng bao nhiêu tiền điện? Chia hơi thì nói ngay đi, ba chị em chia thì ngày tháng thì có người thì 400. Tôi ai xài nhiều thì ra nhiều, ai xài ít ra ít. Dạ. Vậy thôi. À, chia nhau xài đó chia ha. Chia nhau xài. Nếu tôi xài nhiều quá thì tôi ra 700. Dạ. Có 500. Rồi nếu mà ít nữa thì người nó 400, tôi 600. Dạ. Mà tiền điện tới tháng 1.3-1.4 không á. Trời ơi, em bé nè. Thấy thương lắm. Thấy dễ thương. Tôi nói từ hồi sanh đi giờ theo tôi không mà bà. Dạ. Vậy uống bằng sữa gì? Sữa bịch đó, mua hồi sáng mua cho 10 bịch. Vậy bị lớn đang uống sữa tươi. Vậy có tiền đâu mua sữa kia tới 500 mấy. Dạ, mua sữa tươi cho bé uống hả chị ha? Ừ, uống sữa. Nè. Dạ. Sữa tươi như tới mấy tháng mới được uống ở trong ha. Dạ. Nè. Sữa tươi thì tới mấy tháng, cái này được mấy tháng, bé được mấy tháng? Dạ mới 3 tháng hả? 3 tháng hả? Dạ. 3 tháng uống sữa tươi rồi. Trời ơi, dạ đúng rồi. Sữa này là mấy đứa lớn mới lớn uống không à. Bây dạ. Giờ không có tiền thì phải nữa, đừng cho nó bệnh thôi. Dạ. Giờ mua hồi sáng cho ăn chục bịch nè. Con gái vậy ha, con gái nữa ha. Trời ơi, vô khuôn con gái luôn. Cái này thì phải về giống như là gia đình mình họp lại với nhau đó, rồi cũng chia sẻ đồ này kia qua lại là khuyên chỉ là đừng có sanh nữa. Dạ, chứ mà sanh ra như thế này thì tội mấy đứa bé lắm. Mà nói ngay đi, chồng đi làm có ơn, lớp mẹ bệnh, vợ dạ. Con đông, rồi thằng này nó gối chí, ai mà không dĩ phá mà chồng á, gối chí. Dạ. Mình làm không sao mà thấy không đủ cho con ăn mà mình nhìn hoàn cảnh người ta thì đỡ, còn nhìn hoàn cảnh mình ai mà không có ý chí. Dạ. Con đủ ăn không đủ mặc, nhà cửa không có ở. Dạ. Dột hết tới mưa thì ngồi hết, không
không có mà cái chỗ ngủ. Dạ. Bây giờ thì cái phần ăn mặc đồ này kia nó không có còn lo nữa, không quan trọng nữa, quan trọng có cái là bệnh đau đồ này kia với lại một cái căn nhà bệnh đau đồ này kia, rồi cái em bé này nó sanh tới nơi nữa. Con là em thứ mấy của chị? Con là thứ sáu đó ha. Thứ sáu là tới em bé này là thứ bảy. Nhỏ này thứ 7, nhỏ thứ 8. À dạ, nhỏ này là thứ 8 nè. Nhỏ này là thứ 8 nè. À dạ, nhỏ Út nè, dạ là 7 đứa con, dạ. À, dạ. Không có đứa nào đi học hết. Qua mùa dịch là nghỉ học hết rồi mà chị ha. Bây giờ mẹ đi nằm viện, rồi ở nhà thì mấy đứa con thay phiên nhau chăm em. Giờ là sống nhờ tình thương của bà con hàng xóm luôn rồi. Ai lừa nhò lúc nhúc như thế này đây. Bỏ quả. Này không ấm vô cho mẹ cho bú được hả? Không sợ đó, nghe nói bị gì Covid nữa đó, không dám bồng đi, sợ lây bệnh nữa. Rồi chỉ ở trong kia với ai? Chỉ ở mình nên hả? Con gái thứ ba. Với một đứa thứ ba. Ừ. Bé này là thứ hai đúng không? Bé này thứ tư. Nhỏ thứ tư, nãy nhỏ này thứ ba, hai ba. Còn nhỏ thứ hai người ta đi có chồng đó dùm gì. Dạ. Đông quá em cũng gối luôn. Đông nhân số quá cũng gối luôn. Dạ. Chồng được ba đứa con rồi, gái không à? Cũng gái không luôn. Nó khóc á, hồi hôm còn mẹ, trời ơi, nó không có khóc đâu. Tụi nó lên ghẻ này mình này mấy nè. Nổi á. Nổi á, mà dạ. Không biết khóc á. Nổi cái này cũng đâu có tiền bạc gì mà chở mới đi khám đâu chị ha. Ở đâu? Ngứa lắm mấy chân nè. Dạ. Ở ngoài ngứa lắm. Rồi mấy đứa nhỏ này cũng ngồi gãi liên tục luôn. Đứa nào đứa nấy. Ví dụ như mình lớn mình còn gãi được, còn mấy dạ. Đứa nhỏ. Trời ơi, con bầu này, nhìn con bầu rồi mà tôi gớm, không phải gớm luôn á, mà thấy thương luôn á. Dạ. Nó đi ngay bệnh viện nó cũng gãi, đi ngồi ở đâu nó cũng gãi, nó ngứa quá đó. Rồi tôi nói tôi ước gì đó. Sao tôi xé số mời chống được 50 triệu cho mày tiền đi khám đi sao? Trời ơi. Chưa vé số thì chắc không có trông mong rồi. Trước tiên thì bây giờ có bao nhiêu thì tạm bấy nhiêu. Thôi thì hôm nay nè, anh vào bên trong này á thì cũng như là có em đây lớn ha, trong gia đình thì anh cũng xin được phép thay mặt cho cô Duyên đi ở California gửi cho gia đình 1 triệu để mà tạm thời trang trải mua thuốc men sữa đồ cho em, rồi dưới trong kia mẹ có thiếu gì đó thì hỗ trợ mẹ trước tiên là vậy ha. Rồi chứ bây giờ cái hoàn cảnh này đây thì anh thay mặt cho cô Duyên ở Mỹ á thì gửi cho gia đình 1 triệu em nhận giùm anh ha. Dạ, cũng cảm ơn cô Duyên. Rồi chung. Rồi thì để anh về anh coi sắp xếp lại rồi anh hỏi ý kiến với cô chú mình coi hỗ trợ cho em tới cái phần mà sanh nở tới nơi nè, coi được phần nào hay không. Đó thì hoàn cảnh nó khó khăn như vậy rồi mà hiện tại thì mang bầu sắp tới thì sanh nở đồ này kia nữa. Rồi bị ngứa vậy thì có uống thuốc đồ này kia không? Không dám uống đâu, đi khám xong cho uống, đi mua thuốc xong cho uống luôn, mua dạ. Cho quậy á. Dạ. Thôi thì Quỳnh Trung cũng rất là chân thành cảm ơn cô Duyên ở California đã hỗ trợ cho gia đình một cái món quà nho nhỏ trong cái dịp mưa bão như thế này để mà giúp cho gia đình bớt đi cái phần khó khăn ha. Dạ thì Quỳnh Trung cũng xin được phép tạm dừng cái video, hẹn gặp lại cô chú mình ở một cái video clip sau. Dạ, thì em xin phép được chào gia đình ha, chúc gia đình mạnh khỏe, rồi cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ ha, chúc cho mẹ mau khỏi bệnh để mà về chăm sóc em. Dạ, rồi con xin chào, phép chào cô ha, dạ. Cái gì hoàng đi.